Chào các bạn, video này mình muốn thông báo cho các bạn về một số linh kiện của máy nhập về ha. Khi nào mà các bạn có những cái máy mà Fourier bị hư á, thì có thể liên hệ mình để mình xem coi mình có linh kiện để mình sửa cho các bạn không ha. Chẳng hạn như ở đây mình có những cái mainboard chính hãng của máy Fourier. Như đây là mainboard của máy đắp mặt nạ giúp ô Fourier. Rồi một số các con linh kiện như con vi điều khiển nè, ngay cả những cái nút nguồn như thế này mình cũng có nha. Các bạn nào mà hư á, đây là cái jack, cổng jack sạc mình đều có để thay thế cho các bạn. Thì các bạn có những cái máy mà hư á thì cứ liên hệ mình để mình xem coi. Còn ở đây là linh kiện pin của nó, của các dòng luôn nha. Như pin Luna Mini 3, Luna Mini 2, rồi pin của Fourier UFO. Đây là cái máy đắp mặt nạ UFO mà pin nó của nó là pin đôi hai cục. Còn linh kiện chính của nó là pin thôi, mainboard và rung. Vỏ máy mình cũng có luôn nha. Linh kiện của ở đây của mình đó là linh kiện riêng chính hãng nha. Máy thì máy mình rã ra, mình lấy linh kiện. Để các bạn đảm bảo an tâm cho các bạn khi các bạn sử dụng hoặc thay thế linh kiện bên mình. Đó, như ở đây mình cái rung này, rung chính hãng của cái máy Fourier luôn. Mình rã sát ra mình lấy linh kiện. Thì đối với những cái máy mà các bạn không rung hoặc hư rung á, thì các bạn cứ liên hệ mình, mình sẽ thay linh kiện chính hãng cho các bạn. Rồi video này mình nói về một số cái linh kiện mình nhập về và mình nói các ban bệnh khi mình sửa chữa máy Fourier, đặc biệt là cái máy đắp mặt nạ Fourier UFO và cái máy rửa mặt Fourier Luna, các dòng như Luna 2, Luna 3 hoặc là Luna Mini 2, Luna Mini 3, mà hai cái bệnh hay thường gặp nhất là cái bệnh mất nguồn không rung. Thì đối với một số máy bảo hành á, khi mà các bạn mua về các bạn kích hoạt bảo hành á, là có cái thẻ hoặc là các bạn dùng camera các bạn quét cái mã vạch bên đây, một là trên cái cạc của nó nè, hai là trên những cái thân mặt, thì nó sẽ kích hoạt chế độ bảo hành khi mà mình đăng nhập vô cái web fourier.com. Ở đây mình khuyên các bạn trong những trường hợp mà máy các bạn còn bảo hành đó, thì các bạn đem đi bảo hành ha. Các bạn không nên sửa dịch vụ, thì sửa bảo hành đó thì người ta sẽ một đối một cho các bạn. Còn khi mà hết bảo hành đó, thì các bạn cứ đem qua mình để có gì mình kiểm tra, mình tư vấn. Khi mà mình đồng ý giá thì các bạn có thể gửi mình sửa chữa. Thì linh kiện mình thay á, mình sẽ bảo hành cho các bạn luôn nha, và hỗ trợ kỹ thuật. Ở đây trên tay nó là có hai con máy. Máy này máy đắp mặt nạ Fourier UFO. Máy này bị mất nguồn ha, mà một bạn đã nhờ mình sửa chữa. Và một số máy như ở đây là Luna Mini 3 ha, và máy Luna 3. Cái máy này cũng bị mất nguồn. Mình đã tiến hành mình sửa chữa thành công ha. Đây là máy này, máy không rung. Khách báo là bị không rung ha. Đó. Thì nó có hai chế độ, một là mình nhớ một lần. Đó, nó rung rung nè, rung thấy nhẹ ha. Và bấm
nút nguồn hai lần á là nó rung mạnh hơn, nó chuyển chế độ rung mạnh hơn đó, mọi người thấy không, cái mức độ nó rung khá mạnh hơn so với lúc đầu ha. Và khi mình giữ nút nguồn á thì nó sẽ tắt máy. Như còn cái con Fourier 3 này á, nó bị mất nguồn không rung ha, thì mình cũng đã sửa chữa cho khách thành công đó. Nhận vô thì lúc đầu nó bị là rung được một lần thôi, rồi nó tự động tắt nguồn ha. Thì mình đã kiểm tra sửa chữa và thay cho khách. Rồi tiếp theo đây mình nói về cái con máy Fourier, máy đắp mặt nạ UFO mà một bạn ở bên Nha Trang Khánh Hòa bạn gửi cho mình sửa chữa ha. Thì máy này máy cũng đã mình đã các bạn là máy này có bảo hành hay không để mình gửi hãng sửa chữa, thì bạn nói là máy này đã hết bảo hành rồi thì mình mới tiến hành mình sửa chữa. Đối với con máy đắp mặt nạ Fourier này á thì cách sử dụng của mình có hai cách: một, sử dụng trực tiếp ha; hai là mình dùng app Fourier điều khiển. Thì không riêng gì những cái con Fourier UFO này mà những cái máy Luna 3 nè, Luna 2 hoặc các dòng Luna thì đều được có thể điều khiển qua app Fourier, thì cái ứng dụng của nó nhiều hơn. Còn mình sử dụng trực tiếp thì khá đơn giản thôi, mình chỉ cần nhấn nút nguồn, nhấn một lần hoặc hai lần để cho nó kích hoạt cái chế độ rung bên trong này và nó hoạt động. Nói chung là setup từ cái nhà sản xuất lúc ban đầu người ta đã setup sẵn cho mình rồi. Còn mình chế độ mà điều khiển qua app thì cái chế độ này chưa tùy chỉnh ha. Ở đây mình nói về cái máy Fourier UFO này á, nó áp dụng một số công nghệ hiện đại như công nghệ nhiệt nóng lạnh. Khi mình sử dụng công nghệ này á trong cái máy Fourier đây, để mình bật lên máy Fourier UFO này á đó, khi mà nó hoạt động á thì các bạn sờ trên đây nè, nó sẽ khá nóng ha. Ta bấm là nóng á. Mình nghe được cái tiếng nó rung luôn nha. Nó rung đồng thời mình để trên đây nè. Các bạn sờ tay vô nè, nó hơi ấm ấm nha. Rồi cũng giống như các dòng máy Fourier thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ thứ hai, đó là công nghệ sóng âm T-Sonic, là cái công nghệ độc quyền của Fourier. Tất cả các dòng máy luôn như Fourier Luna 3, Luna 2, Mini thì nó đều áp dụng công nghệ này. Và đối với cái máy mà Fourier UFO này á, nó sử dụng cái công nghệ ánh sáng màu LED thì nó đặc trị cho một số cái chức năng của các ví dụ mà công nghệ ánh sáng LED nè, đổi màu. Nếu mà các bạn truy cập vào cái ứng dụng của nó rồi các bạn điều khiển được, nó ra nhiều loại màu ánh sáng ha, LED đó. Như ở đây mình thấy ánh sáng tím nè, hôm nay ánh sáng trắng rồi ánh sáng đỏ nha, nhiều lắm. Nó có ánh sáng vàng đó nha. Thì mình không nói về cái sử dụng mà các bạn có thể tham khảo lên cái sách hướng dẫn hoặc là cái các bạn có thể tự mò được. Cái này cũng khá dễ dàng khi mình sử dụng ha. Thì ở đây á khi mình mua thì nó sẽ đi kèm một cái thân máy nè, một cái dây cáp sạc. Cái cáp sạc của nó, cái đầu của nó sẽ ngắn hơn với những cái dòng máy Fourier Luna 3 ha. Như ở đây nè, mình thấy cái chân sạc của nó ngắn hơn ha. Mình gắn vô thì nó vừa khít ha. Đó. Còn nếu mà mình gắn cái dắt mà của Luna 3 thì nó dài, nó hở ra một khúc luôn. Còn cái cáp này cáp USB. Còn mình khuyên các bạn thì có hai chế độ sạc. Các bạn sạc một là qua cái cổng USB của laptop hay máy vi tính, máy PC, máy bàn. Hoặc là các bạn có thể dùng những cái củ sạc, cái dòng sạc trung bình thôi, những cái củ sạc bình thường như 5V 1A. Đây là những cái củ sạc vuông của iPhone đó.
mình khuyên các bạn hạn chế sử dụng cái những cái củ sạc mà sạc nhanh ha, tại vì những cái sạc này á, cái dòng nó lớn nó dễ làm hư những cái loại pin như thế này. Và một cách nữa là nếu mà các bạn liên hệ với shop để mà bảo hành á, thì shop sẽ từ chối bảo hành ha, tại vì nhiều khi shop đổ thừa là các bạn là do mình sạc sai cái nguồn điện á, làm hư bên trong, nên shop sẽ từ chối bảo hành. Thì về vấn đề mà kỹ thuật á, thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng sạc chứ không cần dòng cao đâu. Nó cắm vào nó sao như cái đèn xung quanh của cái máy đắp bằng nạ Fourier UFO này á, nó sẽ di chuyển vòng vòng ha, mà khi mà nó sạc đầy á là nó sáng đều hết. Tương tự cho những cái máy như máy Luna Mini 3 này á, thì khi mình sạc máy vô á thì đèn led nó cũng nháy ha. Đó, nó nhấp nháy, mà khi mà nó đèn led nó đứng yên á, nó không nhấp nháy nữa là chứng tỏ là pin của mình nó được sạc đầy. Thì đó, lúc đó mình rút ra mình sử dụng thôi. Thì đối với cái con máy đắp mặt nạ Fourier UFO này á, mình đã sửa xong rồi nha. Và mình chuẩn bị giao cho khách mình kiểm tra test kỹ cho các bạn. Dưới đây mình có cái lớp mặt nạ giấy gì đó. Rồi, mình để lót đây nè. Mình tháo ra. Rồi mình lấy cái chân gà, cái nắp này á. Cái vành khuyên nhựa này á, mình nhấn vô để con gà giữ. Các bạn lưu ý cho mình nha. Nó có cái khoảng giữa cho này nè, mình nhét cho nó bằng đây nè, nó vừa khít với cái lỗ này nó mới gài được cái mặt nạ của nó nha. Thế này mình nói sơ thôi sử dụng á ở đây. Sau đó thì các bạn xịt với nó, xịt serum, xịt cái những cái chất mà bảo vệ mặt á, cái tinh chất serum á, mới có thể mình xịt vô đây nè, xịt với trên này nè, rồi bắt đầu mình tiến hành mình sử dụng ha. Đó, mình sẽ cái đây này mình nhấn nút nguồn, nhấn một lần á, đó đèn led bên đây á nó chăng, nhấn nút nguồn thứ hai á, lần thứ hai á là nó sẽ đổi màu ha, bắt đầu rung lên rồi mình kiểm tra mình di chuyển trên da mặt của mình á. À, đồng các bạn mình sờ ở đây á, nó ấm ấm ha. Thì đó là cái công nghệ nóng lạnh của nó. Thì chỉ có trên những cái máy đắp mặt nạ Fourier UFO thôi. Chứ còn cái công nghệ Tisonic á thì hầu như là máy nào cũng có ha. Rồi mình nhấn giữ nước nguồn á thì nó tắt máy. Rồi mình tháo, mình thay cái lớp mặt nạ ra à, sờ thấy nó hơi ấm ấm mà. Còn để mà tháo ra máy ra sửa chữa, đây là mình dùng tay á, mình đẩy nhẹ cái lớp silicone này ra ha. Các bạn làm từ từ thôi nha, thôi nó rất cái miếng silicone này á. Đó, ở trên trong đây á là nó có ba con ốc. Thì mình dùng tua vít á, mình mở ra. Thì đây là cách hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa từng mở qua đắp mặt nạ Fourier UFO này á,
đó mình làm cẩn thận ha. Tại vì phía trên này có một số các đèn led á, cái dây nguồn của đèn led mình cẩn thận đó, rồi nó gia nhiệt nên mình mà làm không cẩn thận á đứt đứt dây ha. Đó, đây là cái motor room của nó nè, pin nguồn nè, rồi chân sạc, rồi sẽ có một cái con vi điều khiển ha, IC chính của nó. Thì tương tự vậy, đây là cái bo mạch của nó nè, đó mình đã tháo ra y hệt như vậy ha. Thì khi mà trường hợp mà các bạn mà bị máy rớt á, hư bo mạch hoặc là chấn động linh kiện á, thì mình cũng có bo mạch mình thay cho các bạn ha. Còn đây sau khi mình sửa chữa xong á thì mình ráp vô thôi, mình gài cái nhàn trước nè, cái phần chân sạc á mình ấn sát vô xuống ha, mình ấn sát không có bị ảnh hưởng gì hết. Mình thấy cảm thấy mà nó không bị cấn á, không tất cả các đường rãnh này nó không bị hở lên á. Rồi mình bắt đầu mình sau khi mình sửa xong mình siết ốc vô, thì chẳng hạn như nó bị hư IC nguồn nè, rồi nó bị hư IC vi điều khiển nè, hoặc nó bị pin hoặc là bị rung gì đó. Rồi trong một trường hợp mà mấy đèn led này á nó không hiển thị á, nó mất đèn led luôn, thì mình cũng kiểm mình tháo cái bo mạch ra mình kiểm tra sửa chữa coi nó bị cái gì thì mình sửa cái đó. Sau khi mình sửa chữa xong á thì mình siết ban ốc này vô, siết chặt tay những cái phần mà khoảng hở như thế này nè, các bạn nên cho một ít keo ha, dán cho nó vì cái máy này máy chống thấm nước á, nên mình dán một ít keo để mà cho nó ép chặt cái phần silicon này vô cái thân máy đó, sau đó mình đóng lại thôi, nhét lại là ok ha. Rồi mình cắm sạc vô mình test. Khi mà mình đã hoàn thành cái quá trình mà sửa chữa xong á thì đảm bảo nè, cái phần sạc á nó hoạt động ok, đồng thời mình nhấn nút hoạt động á thì nó chạy hoạt động bình thường ha. Nhấn một nút một lần á thì đèn led nó bắt đầu nó nhấp nháy, led tay nó trắng, và sau mình nhấn lần nút một lần thứ hai á led tím đó, đồng thời nó chuyển qua led đỏ ha, nó rung rung nó nóng nè đó. Đó, nếu mà các bạn mà có nhu cầu sửa chữa máy rửa mặt Fourier các kiểu các model đó, Luna 2, Luna 3, Luna Mini, Luna Zippo á, mấy Fourier Luna Zippo như thế này á, thì các bạn cứ liên hệ mình ha. Coi nói chung mình sẽ cố gắng khắc phục sớm cho các bạn. Thì đâu phải không thể mà nói là các bạn sửa chữa cái máy nào được 100% hết, nhưng mà cái tỷ lệ mà thành công á nó cao hơn ha, so với các bạn mà không có biết cái vị trí nào mà các bạn sửa chữa. Hoặc là các bạn nếu mà có tay nghề á, mình có thể hướng dẫn và tư vấn cho các bạn cái cách sửa chữa. Hai cái bàn đặt chân của nó là bị mất nguồn mà không rung, sờ thấy khá ấm. Nó sẽ rung lúc đầu nó rung mạnh, mà thứ hai nó rung từ từ, các bạn thấy nó ủng yếu hơn. Đó, mình có thể điều khiển trực tiếp nè hoặc điều khiển qua app Fourier. Thì cái dù có app á, thì chức năng nó nhiều hơn ha. Nói chung cái chế độ á, cái đèn led màu bên trên nè nó sẽ nhiều chế độ sáng hơn. Còn ở đây mình có hai cái mức độ sáng bình thường thôi, đó là cái đèn sáng đỏ nè, nó rung liên tục ha. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có nhu cầu mà sửa chữa các máy Fourier, nó bị nhất là bị lỗi mất nguồn không rung nè, hoặc các trường hợp mà bị lỗi trên bo thì các bạn liên hệ mình.
mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp mình. Chào các bạn.